Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình tập 5 của bộ truyện Nghề nuôi gái, tác giả Trường Lê. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Đã làm nghề thì bất kể nghề gì, ai sau một thời gian cũng đều có cái gọi là kinh nghiệm. Làm gái cũng vậy, nhưng kinh nghiệm mà các em ấy tích lũy được sau từng ấy năm đi làm, đó chính là nhìn người đoán hàng. Cái này thì tôi lúc đầu cũng không biết gì đâu, tại đôi lần có khách vào là chúng nó lại nhìn nhau, chỉ trỏ rồi cười khúc khích. Nhiều lúc thế, tôi toàn phải quát. Mấy cái đứa vô duyên này, khách vào chỉ cái gì? Bọn mày làm sao đấy? Lắm ông khách khái tính thấy thế, cứ nghĩ bọn nói trêu, nói xấu, thế là giận dỗi không đi nữa. Khách đi, tôi mới hỏi. Nãy bọn mày cười cái gì mà cười khúc khích? Vô duyên vãi lờ, ý tứ chút chứ. Bọn nó nói. Không có gì đâu anh, bọn em trêu nhau thôi, lần sau em chú ý. Vừa nói, nó lại vừa cười mới khốn nạn chứ. Kệ mẹ chúng nó, tôi cũng không hỏi nữa. Tối hôm đó có quán khác gọi điện mượn cái trang đi hộ nhà người ta một vé. Quán xá cũng gần nhau nên đa phần đi bộ. Cái trang đi thì một lúc sau tôi thấy khách chở nó lên nhà nghỉ. Được tầm 3 phút thì nó gọi điện về cho tôi. Anh ơi, đổi người, em không đi được, anh gọi Hoa lên đi. Tôi mới quát. Mày lại làm sao? Khách say hay chim lại có bi? Mẹ nó, mày cứ dở chứng tao đập chết đấy. Nó bảo. Không, khách bình thường, nhưng ông ấy không ưng em. Anh cứ cho cái Hoa lên phòng 204 bên nhà nghỉ nhé. Tôi nói. Được rồi, mày về đi, anh bảo nó lên. Tôi gọi Hoa, bảo lên phòng 204 bên nhà nghỉ. Có khách ở sẵn đấy rồi. Không dám nói là khách cái trang dè ra. Vì bọn đi làm này, chúng nó sợ nhất kiểu khách đi đứa này không đi được mà đổi đứa sau. Vì bọn nó nghĩ khách hành dây khó tính quá. Hay khách đi dai, đi mãi không ra. Đổi đứa sau thì đứa đấy không trầy da cũng tróc dãy. Cho nên thay người, ít khi tôi nói cho đứa đi thay biết. Còn lên phòng, tất nhiên là nó biết, nhưng đỡ hơn là nói ở nhà. Cái Hoa đi thì cái Trang về. Vừa vào đến nhà, nó đã lưu loa lên. Ôi mẹ ơi, từ lúc đi làm đến giờ em mới thấy chim một thằng nó to như vậy. Lên phòng, em bảo ông ấy cởi quần. Mới cởi đến xịp thôi mà em nhìn giật cả mình. Nó to kinh khủng khiếp. Chim lúc đó còn chưa cứng nhá. Héo héo mà ngoặt hẳn sang một bên. Cả nhà cười ầm lên. Nó nói tiếp. Kiểu ông ấy cũng ngại em, cứ quay đi. Xong bảo em cởi quần áo ra. Em thấy chim ông ấy, sợ không dám cởi quần. Em mới xin ông ấy cho em về để em gọi người khác. Thế là em gọi cho anh đấy. Ôi, quả chim đấy mà cho vào, chắc rách chảy cả máu. Hôm qua em đi một thằng Trung Quốc, cổ nó cũng dài, em chảy máu, nhưng xong á, nó cho em 500.000 cũng đỡ. Tôi bảo, thế mà mày bảo cái Hoa nó đi, nó chịu sao được, bố con điên này. Con Trang cười tít mát. Ê, em gọi cái Hoa đi, cho nó bị đâm thủng đít. Con này khốn nạn quá, ăn không được nhè ra cho người khác. Nhưng cái Hoa đang đi bên kia đường về, vào nhà tôi hỏi Hoa. Khách không đi hả em? Hoa lắc đầu. Không anh ạ, em lên phòng thì khách đi xuống bảo có việc phải về. Cái Mỹ cười bảo Hoa. Mày không đi được đấy, chim thằng đấy nó to như này này. Hai tay nó để trước mặt thể hiện độ khủng của con chim kia. Cái Trang nó chạy gió đấy. Hoa đáp luôn. Tao cũng không ngu, thằng nào to quá tao cũng chịu. Mà nãy tao nhìn ông đấy tao cũng đoán được là hàng ông ấy to. Cái kiểu người dong dỏng cao mà gầy gầy, nhưng về mình á thì chim to lắm. To quá tao cũng về. Bọn kia nhao nhao hưởng ứng luôn. Ê, đúng đấy. Những thằng kiểu đấy chim to lắm. Đi nó về phải đâu mấy hôm. Tao trước đi một thằng to quá, mà nhét vào được có một nửa. Đến lúc gần ra, nó ấn mạnh quá, tao chảy cả máu.
kiểu nó đâm sâu quá, không chịu được. Cái Mỹ nói. Tôi mới hỏi, thế nhìn như nào á, biết to hay bé? Dung chia sẻ kinh nghiệm. Những thằng béo bụng phệ thì phải 80% chim nhỏ, bọn đấy không ăn thua. Lên phòng sóc tròn tí là hét toáng lên, đeo bao nhanh. Lắm thằng á, em vừa đeo cho cái bao đã bắn tứ tung, nghĩ khổ, vừa sợ được tí vú, chưa kịp làm gì á, đã mất tiền. Linh cũng nói, em thà đi thằng nào đeo bi còn hơn đi mấy thằng hàng khủng. Bi em còn chịu được, chứ vừa to vừa dài, nó chọc cho có mà rách. Bọn đây nó mà chơi hàng vào thì trâu bò còn chết. Mẹ kiếp, lại nhắc tới trâu, tôi lại nhớ đến quả truyện kinh dị. Chắc thằng địch chết trâu trên quê cái Dung, chim phải to bằng củ sắn. Nghe chúng nó nói mà quắc cả ruột, bỗng con Trang quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt khốn nạn. Anh gầy gầy cao cao, nhưng mỏng người, chắc nhỏ. Ê, động chạm tử ái của đàn ông à. Tôi mực quá, nhưng không sao được, vì của mình cũng không được to như mấy thằng mà bọn nó tả nãy giờ. Nhưng chẳng lẽ tuột quần ra chứng minh à? Nhỏ hay to kệ mẹ tao, mày có thích thử không? Bố còn chạy gió. Nó cười phá lên, chưa dừng lại, cái Hoa tiếp. Ơ, không, theo kinh nghiệm á, thì tao thấy anh cũng được. Mà đỏ mặt kìa. Vái lờ, nó chỉ tay về tôi. Tổ sư cái lỗ này, càng ở lâu càng quen, chúng nó càng bựa. Nó trêu cho tôi nóng hết cả mặt, nhưng cũng thấy buồn cười. Rôn rã in ỏi một lúc, thì nhà nghỉ gọi một lúc năm đứa. Tôi bảo cái Dung ở nhà, vì hôm đấy nó làm được nhiều. Còn năm đứa kia đèo nhau bằng hai xe máy đi làm. Câu chuyện lúc nãy thoáng qua, nghe thì thấy buồn cười. Nhưng ngồi ngẫm lại một lúc thì thấy tụi nó thật sự đau đớn khi phải làm cái nghề này. Như cái Trang đấy, gặp thằng Trung Quốc, nó đi đến chảy cả máu. Nhưng rồi nó cho 500 nghìn, lại hớn hở vui vẻ như không có chuyện gì. Tất nhiên là đi làm vì đồng tiền, nhưng vẫn có điều gì đó hơi đáng tiếc. Bản thân tôi nghĩ thế thôi, chứ tụi nó còn quá trẻ con để mà nghĩ sâu xa như vậy. Bằng chứng là tụi nó kể ra những chuyện đó như một cuộc đối thoại bình thường. Đặt vào bản thân chúng ta, sao có thể mang những chuyện như thế ra mà chia sẻ được? Không phải kể ra những mảnh đời hoàn cảnh éo le khó khăn là tôi muốn mọi người tỏ ra thương cảm với cái nghề của chúng nó. Đơn giản gì khi các bạn đi chơi gái, cũng chẳng mấy khi chúng nó có thời gian để mà tâm sự hay kể khổ cho các bạn đâu. Cái này là do tôi chứng kiến. Tôi cảm nhận và tôi biết nên tôi viết ra cho mọi người hiểu. Chứ tôi không muốn xin sự thương hại. Nhà tụi nó trên dân tộc, còn nhà lá, nhà tre, nhà đất. Mỗi gia đình đẻ ít cũng phải ba con. Lớn được một tí thì đã phải lấy chồng rồi lại đẻ. Nhiều bạn có thể nói, con gái con đứa có sức khỏe, sao không đi làm công nhân, làm này làm nọ? Nếu nó có trình độ học vấn như bạn để nói ra được điều ấy, thì nó đã không đi làm phò. Nếu mà nó chỉ nuôi một cái mồm của nó, thì nó cũng không đi làm phò. Tôi không nói tất cả những ai làm nghề này đều là vì gia đình, nhưng những đứa tôi biết thì chắc chắn nói vì gia đình. Chính bản thân tôi tháng nào cũng phải ra ngân hàng hoặc đợi đến 11-12 giờ đêm ra đường bắt xe gửi tiền về cho gia đình chúng nó. Nhìn gương mặt tụi nó sáng hôm sau dậy sớm gọi điện về cho bố mẹ. Bố mẹ nhận được tiền chưa? Con tháng sau mới về. Sau đó là những câu nói bằng tiếng dân tộc mà tôi đoán gia đình đang động viên nó. Hoặc những khi ăn cơm có điện thoại, nhưng cái Mỹ không dám nghe vì đó là số của mẹ nó. Đang ăn dở, nó bỏ bát cơm vào phòng ngồi khóc. Hỏi ra thì biết, bố nó uống rượu say đánh mẹ nó. Bắt mẹ nó gọi điện cho nó gửi tiền về, mặc dù mới gửi 20 triệu cách đây 2 tuần. Nó lấy đâu ra? Nó thương mẹ nó bị đánh, nó khóc. Tại sao tôi dám khẳng định? Vì tôi là người cầm tiền của bọn nó, là người đi gửi tiền cho chúng nó. Khi viết cái giấy gửi tiền, tôi mới biết tên chúng nó không đẹp, không dễ nghe như bình thường tôi vẫn hay gọi. Những cái tên dân tộc mà khi tôi viết ra, nhân viên giao dịch còn phì cười. Tôi không hiểu họ cười cái gì. Bọn nó cũng sợ tôi cười, quay sang nhìn tôi chỉ bảo, tên cũng chỉ là cách gọi, quan trọng là sống thế nào thôi.
xã hội không thiếu những cái tên mỹ miều nhưng làm toàn điều ngu xuẩn. Anh giao dịch nghe thấy thế tắt hẳn nụ cười trên môi. Anh chăm chú vào công việc của mình hơn. Và tôi thấy lẽ ra anh nên làm như thế từ đầu. Không những phải làm việc trong bóng tối, ánh đèn mờ, mà ngay cả cái tên, chúng nó cũng phải che giấu đi. Đã đủ thấy nó mạt hạn chưa? Nhưng chúng nó phải làm thế vì nó vẫn còn lòng tự trọng. Bọn nó vẫn mơ ước kiếm đủ tiền làm cái này cái nọ. Có đứa ước mơ xây cho bố mẹ một cái nhà gạch. Có đứa muốn về bản mở một quán bán hàng khô. Hay có đứa kiếm đủ tiền rồi về lấy chồng. Mỗi đứa một ước mơ và bọn nó thấy vui khi chảy một tí máu, đau một hai ngày. Nhưng người ta lại cho cả một số tiền mà có khi ở quê cả tháng nó cũng không kiếm được. Mọi người có thể khinh rẻ bọn nó, nhưng với tôi, đó vẫn là đồng tiền xương máu. Cuối tháng 11 năm 2016 là lúc bắt đầu những chuỗi ngày không mấy suôn sẻ từ công việc đến con người. Tình hình làm ăn ngày càng kém, nhân viên cũng rục rịch chuẩn bị đồ về quê ăn Tết. Mỗi năm quán đông người thì tầm cuối năm, đứa nào muốn về thì cứ về lần lượt, hẹn ngày nào xuống thì đúng đến ngày đó xuống. Như thế để giảm tải nhân viên, vì tình trạng vắng khách thường kéo dài qua Tết. Một phần cũng là sắp xếp làm sao vài đứa về thì vẫn còn mấy đứa ở lại làm chống cháy. Tiếp đó là thời gian quay lại, nó sẽ gối lên nhau, không một lúc ồ ạt xuống, cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng năm nay thì chỉ còn 5 đứa. Cây Linh tháng trước mới về, vì trên bản gọi về để giải quyết nốt vụ tai nạn, nguyên nhân khiến đôi mắt trái của nó có một vết sẹo dài, mà hôm qua nó mới gọi điện, phải tháng 1 năm sau nó mới xuống được. Tôi với bà chị bàn nhau, hỏi xem đứa nào muốn về trước thì nói để thu xếp thời gian. Nhưng thực lòng không muốn để bọn nó về, vì về cách Tết còn hơn tháng như này, bọn nó rất dễ đi làm chỗ khác. Mà nếu chỗ khác đông khách hơn, thì đảm bảo tụi nó sẽ không quay lại. Bà chị tôi tính kéo dài thời gian ra 2 tuần nữa mới cho về, nhưng tôi thì nghĩ khác. Cuối năm tình hình ấy chung rồi, em gọi điện xuống Đồ Sơn cũng như ở Nam Định, bọn nó cũng bảo vắng lắm, không có khách đâu. Giờ cứ hỏi nếu đứa nào muốn về thì thanh toán cho nó về, đi đâu cũng chẳng bằng nhà mình, chứ giờ tiền nong cứ níu kéo, chúng nó sẽ thay đổi suy nghĩ. Chị tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, thế để 2 đứa về trước, đứa nào ở lại cày cuối năm tăng tiền vé lên trả thêm cho chúng nó. Hai chị em quyết định như thế. Tối hôm đó ăn cơm xong thì cả nhà ngồi lại họp, tôi bắt đầu nói. Thế cuối năm có đứa nào về ăn Tết sớm không? Bảo anh trước một tuần anh chuẩn bị nhé. Mà mấy đứa cũng phải thông cảm là nhà mình giờ ít người nên cho 2 đứa về trước. Cách Tết 2 tuần thì đứa nào muốn về thì về. Tôi nói xong thì cái Mỹ nói luôn. Em không về đâu, về nhà tầm này khổ lắm. Em đang tính ăn Tết ở đây, anh có cho không? Tôi cười bảo, mày ở đây đến bao giờ cũng được. Năm nay anh với chị về qua nhà 2 hôm là cũng ra ngay thôi. Cái Mỹ mà ở lại thì cái Hoa chắc chắn cũng ở lại rồi. Còn Mai, Dung, Trang thì đang phân vân chưa thấy nói gì. Tôi tiếp, nhớ là về phải báo trước một tuần hoặc vài ngày đấy. Đụng cái bảo vệ là không được đâu. Cái Dung bây giờ mới nói, vậy anh cho em về nhé. Em về sớm chuẩn bị Tết rồi chăm con luôn. 2 đứa con lâu lắm em cũng không nói chuyện với chúng nó. Nghĩ bụng, cái Dung mà về thì hơi tiếc, vì nó là đứa làm nhiều nhất nhà. Khách quen nhiều mà nhà nghỉ cũng hay gọi. Nó mà về thì coi như mất đi khoản lớn. Nhưng thôi, đã nói thì không được ép. Tôi bảo, ừ, vậy đợi tầm 4 hôm nữa rồi về. Thế về bao giờ xuống? Em về Tết xong em xuống luôn. Còn phải kiếm tiền chứ. Cuối cùng, chỉ mỗi cây Dung là đồ về. Trang cũng ở lại. Cây Trang thì lười làm, nhưng chính vì cái lười ấy, nên nó nghĩ thà ở đây ăn uống có người nuôi, còn hơn về nhà đi cày. Vậy là chốt lại,
Cuối năm quán tôi vẫn có 4 người làm. Vậy là quá ổn so với những quán khác. Bằng chứng là tháng gần Tết, cả khu chẳng mấy ai có nhân viên, suốt ngày đến quán tôi mượn người. 4 đứa nhà tôi thế mà lại kiếm ăn. Lắm hôm đi nhiều, chúng nó kêu mệt, tôi cũng không cho những quán khác mượn nữa. Giá vé đợt cuối tháng, cả khu thống nhất tăng lên 350.000 một vé. Tăng lên như thế, nhưng trả nhân viên bao nhiêu thì là chuyện riêng của mỗi quán. Như chị em tôi tính từ lúc đầu tăng giá thì trả thêm cho nhân viên để chúng nó ở lại cố gắng cày cuốc. Tháng cuối đó, nhân viên được 200.000 mỗi một lượt đi khách. Hôm thông báo tăng tiền, chúng nó ồ lên sung sướng. Ui, gấp đôi ngày bình thường, đi một được hai, sướng thế. Đứa thì ngồi tính, nếu một ngày đi 15 vé thì được bao nhiêu tiền. Nhưng chúng nó đều chung suy nghĩ là vui mừng. Nhìn đứa nào cũng hớn hở, nhưng tôi thêm điều kiện. Tiền tăng thì thái độ đi làm cũng phải thay đổi. Không phải tự nhiên mà thu được thêm tiền của thiên hạ đâu. Nếu tháng cuối này đứa nào đi làm mà về bị mắng vốn thì đừng trách. Trả thêm cho bọn em để kiếm tiền về nhà, thì các em cũng phải làm ăn cho đàng hoàng. Nhớ như vậy. Bọn nó gật đầu đồng ý. Vì nó hiểu tiền của chúng nó được tăng lên gấp đôi, thì chúng nó phải chịu khách, phải ngoan và phải khôn khéo hơn. Lương cao thì luôn đi đôi với trách nhiệm. Quy luật là thế rồi. Không ai trả bạn 10 triệu một tháng chỉ để bạn đến ngồi chơi xe nước cả. Bắt đầu được một tuần thì xảy ra chuyện. Sáng hôm thứ hai, cái Mỹ kêu đau bụng, mà phải nói dạo gần đây nó hơi xanh xao. Tôi thì không phải đàn bà, nên cũng chỉ biết nhát. Ăn uống dịu dào, mà đóng quán là ngủ luôn đi. Dạo này đông khách phải giữ sức khỏe. Ngày nào anh cũng mua hoa quả, chúng mày nhớ ăn đấy. Nhắc là nhớ cho nó có câu, chứ bọn nó ăn đến không còn vỏ. Sáng hôm đó, tôi thấy nó đi từ nhà vệ sinh ra, tay cầm cái gì như cái bắp chai màu trắng, trên đó cắm một cái que. Nó mua que thử thai về thử, tôi mới giật tay nó lại hỏi. Làm sao mà phải thử? Mày cho khách đi trần à? Nó định giấu, nhưng không kịp. Tôi bảo, đưa đây anh xem, mày ngu như chó ấy. Mẹ nó, wifi hai vạch căng đét, không một chút mờ. Tôi đứng hình vì không biết phải giải quyết trường hợp này như nào. Gọi điện cho bà chị thì không bắt máy, chăng bà ấy còn ngủ, tôi mới nhắn tin. Chị ơi, cái Mỹ có thai rồi, giờ thử hai vạch này. Lát chị xuống xem thế nào, cái này em chịu. Tôi mới gọi cái Mỹ vào phòng riêng nói chuyện. Mày cho thằng nào đi trần rồi xuất vào trong à? Mày làm thế này là hại bao nhiêu người rồi? Nó nhìn tôi mà nói. Không phải thằng nào đâu anh tùng còi đấy. Em chỉ đi trần với anh ấy thôi. Tôi nghe còn không tin vào tai, mặc dù cái tên tùng còi tôi chẳng lạ gì. Tôi hỏi lại. Tùng còi mà hay xuống đây, quen chị đấy á? Hay thằng khách nào tên Tùng? Nó nói. Dân, anh Tùng quen với chị hay vào nhà mình ấy? Hỏi thế thôi, chứ tôi biết chắc là ai rồi. Vì chính tôi chở cái Mỹ đến nhà nghỉ cho bố kia mà. Nhưng lần đầu đó cũng cách đây 2 tháng rồi. Chẳng là lần đó mấy anh em đi uống rượu. Say sưa, ông ấy muốn tìm gái nên bảo tôi điều cho một đứa. Hôm đó tôi cho cái Mỹ đi. Nhưng có một lần thì chắc gì đã dính. Tôi mới hỏi tiếp. Đi có mỗi lần anh chở mày đi phải không? Nó lắc đầu. Không anh ạ. Tuần nào cũng đi 2-3 lần. Mỗi lần em đều bảo là khách quen ở nhà nghỉ. Em đi rồi mang tiền về cho anh đấy. Vãi rồi. Hóa ra là thế. Nhưng tôi vẫn còn lý do bác bỏ. Nhưng tháng trước mày vẫn bảo có kinh không làm được. Xin đi chơi cơ mà. Nó cúi mặt nói lý nhí. Em bị chậm hơn 2 tháng nay rồi. Hôm đó em cũng không bị. Nhưng bảo bị để đi chơi với anh Tùng. Anh ấy với em đi Hà Nội 2 hôm. Với kinh của em cũng không đều. Có lần 2-3 tháng mới có một lần, nhưng cho suốt vào nhiều, nên hôm qua em mới mua que để sáng nay thử. Tôi hỏi nó, thế bây giờ mày tính sao? Nó trả lời, anh ấy bảo yêu em thật, anh ấy nói sẽ cưới em. Ngu, quá ngu rồi. Tùng còi thì tôi không lạ. Em chơi với bà chị tôi hơn tôi 4 tuổi, cũng thuộc dạng dân xã hội, nhưng tính ông này không phải dạng trăng hoa. Mà sống khá tình nghĩa, sống vì anh em.
Nhà thì cũng có điều kiện, bản thân ông ấy cũng tự làm kiếm tiền, chứ không phụ thuộc bố mẹ. Tôi tin ông ấy không lừa cái Mỹ, nhưng tôi không thể hiểu, ông ấy nghĩ gì mà đi thề thốt với một đứa nhân viên là ông ấy sẽ cưới nó. Thôi, đợi chị xuống rồi xem thế nào, cái này anh cũng không biết phải làm sao. Trưa đó ăn cơm xong, bà chị tôi mới xuống. Bà ấy gọi cái Mỹ vào phòng nói chuyện. Chị nghe anh kể em có thai à? Mà có thật của thằng Tùng không? Cái Mỹ thấy chị tôi thì sợ, nhưng nó vẫn chắc chắn. Chắc chắn của anh ấy chị ạ. À. Chị đi với anh ấy là em đi trần, dây cho suốt vào trong thôi. Bà chị tôi thay đổi sắc mặt, nói giọng như đe dọa. Cái này không đùa được đâu. Mày mà nói gì sai á thì mày biết hậu quả rồi đấy. Nói xong, bà ấy bảo nó ra ngoài, đồng thời gọi điện cho Tùng Còi xuống quán nói chuyện. Lát sau ông kia đi xuống, hai người nói chuyện gì riêng trong phòng tôi cũng không biết. Lúc ông Tùng đi ra cửa còn nói: em yêu nó thật, em sẽ về nói chuyện với bố mẹ em, chị đừng có lôi nó đi phá. Nói xong, ông ấy phóng xe đi về, cả nhà không khí u ám. Ngày hôm đó không cho cái Mỹ đi làm, bà chị tôi ở quán cả ngày. Chiều tối hôm đó có số điện thoại gọi đến, mà bà chị tôi bảo đó là số của mẹ ông Tùng. Nghe nói chuyện thì mẹ ông Tùng cấm không cho con mình lấy cái Mỹ. Bà ấy nói: nó làm ca ve, làm sao mà con thằng Tùng được? Bọn nó chỉ giỏi đặt bẫy lừa con bác đấy. Mày bảo nó phá đi, mà đừng gặp thằng Tùng nữa. Toàn chủ gia đình quen biết, cháu làm gì thì làm, đừng để mọi người không nhìn mặt nhau. Chưa biết sự thật thế nào, nhưng nghe những lời đó thì tôi biết không bao giờ nhà ông Tùng chấp nhận cái Mỹ. Gia đình nhà họ như thế, sao có thể cho con mình lấy phò? Nhưng giờ không giải quyết nhanh thì không được, càng để lâu thì cái Mỹ càng khổ. Đến sáng hôm sau thì bà chị tôi đưa nó đi viện khám. Cái thai đã được gần 2 tháng, về nhà thấy cái Mỹ khóc. Hỏi thì nó bảo trên đường về chị cứ chửi nó suốt. Chị bảo bố mẹ anh Tùng không cho cưới, xong người ta còn bảo chị đuổi em đi, không cho ở đây nữa. Giờ mà đuổi đi thì em biết đi đâu, còn cái thai nữa. Trưa hôm đó điện thoại chị tôi réo liên tục, gia đình nhà kia gây sức ép. Ông Tùng thì cũng cãi nhau với bố mẹ, nhưng cuối cùng giữa chọn bố mẹ hay đứa nhân viên thì ông ấy không có sự lựa chọn. Trong điện thoại, gia đình nhà kia chửi cái Mỹ thậm tệ, còn dọa cho người đến đánh. Bà chị tôi cũng để cái Mỹ nghe cuộc nói chuyện đó. Xong xuôi, bà ấy gọi Mỹ vào phòng. Giờ một là em phá, hai là em phải tự chịu mà vác cái bụng về quê. Cái này chị không chịu trách nhiệm. Chúng mày yêu đương xong, bây giờ tao ở giữa, tao không giải quyết được. Mà mày nghĩ gì á lại đi tin lời nó? Kể cả nó có yêu mày thật, thì làm sao bố mẹ nó chấp nhận? Mày không bao giờ sống được ở cái đất này đâu. Cái Mỹ khóc nấc lên, giọng đó ngắt quãng. Vậy mai chị cho em đi phá. Bà chị tôi nhìn nó ngao ngán, lắc đầu một cái. Bà ấy nói: mai chị bảo người đánh xe xuống chở mày đi phá. Mà phá xong xuống nhà nghỉ Quỳnh Chi nằm, ở đó có người quen chị, tao sẽ bảo nó chăm sóc cho, đừng về quán. Mãi đến đầu giờ chiều hôm sau tôi mới thấy có người xuống đón cái Mỹ đi phá thai. Sau đó đến 7 giờ tối, xe mới chở nó về quán. Cửa vừa mở ra, tôi thấy mặt mũi nó hốc hác, môi thì tím đen lại. Định dìu nó xuống, thì bà chị trong nhà quát ầm lên. Tao đã bảo đi xuống nhà nghỉ cơ mà, sao lại còn về đây? Cậu bảo taxi chở nó xuống Quỳnh Chi, cần gì tí gọi điện về bảo người mang xuống. Nghe thấy thế, cái Mỹ giật mình thụt vào trong. Tôi thì cũng cáu, không hiểu chuyện gì mà bà ấy đuổi như đuổi tà như thế. Cái Mỹ đi, tôi mới vào nhà hỏi. Sao không để nó vào lấy đồ, mà nhìn mặt nó kinh lắm? Bà ấy nói giọng lớn tiếng. Cậu thì biết cái gì? Quán xá là nơi làm ăn, người chữa đẻ phá thai đổ ngay trước cửa quán thì không tật này cũng bệnh nọ. Có phải tao đuổi nó đi đâu, bảo nó xuống nhà nghỉ dưới kia có phòng ốc đàng hoàng, ăn uống có người chăm. Mẹ nó, đã nói như thế rồi mà vẫn thượng xe về đến đây. Tôi thì không mê tín kiên cử, nhưng tôi biết những người làm ăn họ rất kỳ vấn đề ví vỏng.
tôi cũng chẳng nói gì nữa. Lúc sau, cái Mỹ gọi về cho cái Hoa lấy quần áo, sạc điện thoại, dây đồ dùng cá nhân. Cái Hoa lấy xong thì đi xe máy xuống nhà nghỉ đưa cho bạn. Cái Mỹ phải ở đó 5 ngày sau mới được về nhà. Chuyện ăn uống của nó có người chăm lo cẩn thận. Ngày nào cái Hoa cũng mang đồ xuống thăm. Tôi cũng không được đi vì bà chị cấm. Hôm nó về, nhìn nó vẫn còn hơi yếu, da dẻ với mặt mũi vẫn hơi tái. Hôm đó tôi đi chợ, mua nào là tim, gan, thịt bò về nấu cho nó ăn. Nghỉ tiếp 3 ngày sau thì nó lại xin đi làm. Nhưng sau đợt đó nó ít nói, ít cười hơn hẳn. Tuy đã phá thai, nhưng gia đình ông Tùng vẫn muốn đuổi cái Mỹ đi để tránh con trai mình đi tìm cái Mỹ. Khốn khổ khốn nạn cho cái Mỹ, vừa mất con, vừa mất tiền. Số tiền đưa nó đi phá thai, bà chị tôi trừ vào tiền nó làm còn gửi lại. Vậy là công cốc, làm gì có cái kết ngôn tình như trong truyện cổ tích. Nhưng tôi nói thì chúng nó lại không nghe. Tình yêu chỉ đến khi bạn không phải là phò. Bạn có thể có tình yêu khi không ai biết bạn đã hoặc đang đi làm gái. Còn khi bạn vẫn gắn cái mác phò, thì đừng mơ đến thứ tình cảm xa xỉ đó. Cái Mỹ đêm nào cũng khóc. Tôi nghĩ nó yêu Tùng cội thật. Nó tin rằng lời hứa sẽ cưới nó cũng là thật. Nhưng nó quên một điều, nó đang làm cái nghề mà xã hội coi thường khinh miệt. Nó mất trắng, mất con, mất người yêu và mất cả cái lòng tự trọng còn sót lại. Mọi người trong nhà, người thì hiểu, cảm thông. Nhưng có người thì nói, nó cố tình úp sọt ông kia, nhưng không ngờ bị bể kèo. Nó nghe được những lời đó, để rồi Tết còn hơn tuần nữa mới đến, nhưng nó gặp tôi nói. Anh ơi, ngày kia anh cho em về nhé, em về đợt này không xuống đây nữa đâu. Tôi nghe mà lặng cả người, tôi hỏi. Chị đuổi em à? Tôi hỏi vậy, vì trước đó bà chị cũng tính cho cái Mỹ làm đến lúc về. Sau không cần nó xuống nữa. Dù gì thì bà ấy với gia đình kia vẫn là chỗ thân tín. Nhà kia thì muốn con Mỹ cút đi cho khuất mắt. Bà chị tôi cũng không muốn dính dáng đến đứa đã từng phá thai. Mỹ nói, không anh ạ, em tự về thôi, em không làm ở đây được nữa. Tôi dỗ dai nó, để anh gọi điện qua cho chị, mai anh cộng xem em còn bao nhiêu tiền. Nó dân dạ rồi lầm lũi đi vào phòng. Tôi gọi cho bà chị. Nghe tôi nói xong, hình như bà ấy còn thấy vui. Nói một lúc, bà ấy bảo, cậu xem sổ cộng tiền rồi cho nó thêm 3 triệu, chị không xuống quán đâu. Tôi không trả lời, tắt máy luôn. Cầm điện thoại trên tay, tôi lắc đầu. Rẻ quá. Hôm cái Mỹ về, tôi thanh toán của nó còn được 8 triệu. Tôi nói tiền đi phá thai chị trừ, xong tôi đưa thêm nó cái phong bì bên trong có 5 triệu. Cái này là của chị cho. Chị bảo nếu sau này muốn xuống làm thì lại xuống. Nhưng đúng thật, tạm thời em không nên ở đây. Nó không khóc, hoặc nó cố không cho phép bản thân mình khóc. Nó hít một hơi dài rồi cười với tôi. Em xin nhé, anh chào chị giúp em. Nói xong, nó quay vào nhà chào mọi người. Nó nói chuyện với cái Hoa bằng tiếng dân tộc. Xong xuôi, nó quay ra dỗ dai tôi. Đi thôi anh ơi, cho em ra bến xe. Sau đó, cái Mỹ không quay lại chỗ tôi làm nữa. Còn Tùng Còi thì cũng đau khổ dằn dặt một thời gian. Trong một lần có việc đến quán karaoke, tôi gặp ông ấy khoác vai một em, lại gần tôi chào. Người yêu anh đấy à, không giới thiệu cho anh em gì cả. Tùng Còi nhìn tôi gãi đầu, rồi nói. Yêu đương gì đâu, bạn thôi. Mà chú đi đâu đấy? Tôi cười. Em đi đón mấy đứa nhân viên về, sớm cho chúng nó đi hát với khách, giờ đi đón về. Anh đi chơi vui vẻ nhé. Bọn cái Linh, cái Trang, cái Hoa đi ra gặp. Lúc về, chúng nó hỏi tôi. Người yêu cái Mỹ phải không anh? Sao cái Mỹ nó ngu thế nhỉ? Tôi trả lời. Ừ, ngu. Tình yêu thì không sai, nhưng mang thai là dại. Mà tụi mày nên lấy đó làm bài học. Cả lũ chúng nó nghe thấy câu nói vần vần thì cười khen hay. Nhưng đâu hiểu tôi đang muốn nói gì.
rồi thì Tết cũng đến. Cây Hoa với cây Mai là hai đứa ở lại làm đến qua Tết mới về. Cây Trang thì đã về trước Tết 5 ngày. Quán còn hai người. Đêm giao thừa có năm thanh niên đi chơi. Tầm đó là 10 giờ kém. Chẳng đâu còn nhân viên cả. Sót lại nhà tôi mỗi hai đứa. Năm người mà đi hai thì tôi cũng hơi ái ngại. Tôi nói, giờ còn có hai nhân viên thôi. Anh em ai đi thì đi, chứ không còn người. Một thằng trong đám đó nói, bọn em thay nhau đi được không anh? Hơi hoảng hồn trước câu nói này, vì trước giờ bạn bè kéo nhau đi chơi cũng nhiều, nhưng tôi chưa gặp trường hợp ăn lại cùng lúc như thế này. Nghĩa là cái cảnh hai ba thằng cùng thích một em thì không thiếu, nhưng lúc nào cũng có thằng nhường cho bạn đi đứa thích đó. Xong phải hôm sau hoặc mấy hôm sau mới quay lại đi đứa em mà thằng bạn hôm trước đi. Cũng phải thôi, bạn vừa đi xong mà mình đi sau. Nói gì thì nói, nó vẫn dơ. Nhưng đây thì năm thằng quả quyết thay nhau đi. Tôi quay sang nhìn Mai với Hoa, hỏi, thế hai đứa có đi được kiểu đấy không? Mai trả lời luôn, không vấn đề anh ạ, miễn đừng có năm ông vào cùng lúc là được. Một người một em đi tốt. Tôi quay lại nói với năm thanh niên kia, mỗi người một phòng, từng người đi một. Tí anh dẫn sang bên nhà nghỉ, có thể ngồi đợi đàng hoàng. Mấy chú thanh toán tiền luôn cho anh, 350.000 một vé. Tụi kia gật đầu đồng ý luôn. Tôi bảo nhân viên cùng đám thanh niên đi sang nhà nghỉ. Thấy có ông khách, ông chủ nhà nghỉ mừng như vớ được vàng. Cũng phải thôi, Tết mà, hôm nay còn là giao thừa, không ai nói chui vào nhà nghỉ. Giờ thấy tôi, ông ấy nói, hôm nay vẫn làm hả chú? Từ sáng giờ chưa có phòng nào đây này. Tôi chào rồi nói, có khách thì vẫn làm chú ạ. Sáng cũng được mấy phòng từ nhà nghỉ khác gọi, mà cho cháu 5 phòng, có 5 thanh niên đây. Ông ấy nhìn liếc qua rồi thắc mắc, thế nhân viên có 2 thôi ạ? Dân, chú để mấy em ấy ngồi đợi, đi thay nhau, cũng đồng ý cả rồi đấy. Tôi trả lời, đoạn quay sang bảo ai đi trước thì đi đi. Hai thằng dừng trẻ nhất đi trước, còn ba thằng vừa ngồi xem táo quân vừa đợi. Tôi nói, thế nhé, tiền nong phòng phè thanh toán hết rồi, mấy chú ở đây đợi xong thì đi. Anh về nhà chuẩn bị tí đồ, tí còn có người xuống làm lễ. Mấy thanh niên gật đầu, dân, anh cứ về đi. Ông chủ nhà nghỉ nói thêm, mà tụi mày đi nhanh xong trước 12 giờ nhé, tao còn cúng vái. Tôi đi về, chuẩn bị hoa quả thịt lợn, vàng tiền, mà tối bà chị cho người mang xuống, bảo để đêm làm lễ. Chuẩn bị xong xuôi thì cũng đã 11:30, chưa thấy đứa nào về, cũng chẳng có gì làm. Tôi chạy sang nhà nghỉ thì vẫn thấy ba thằng đang ngồi, nhưng chỉ có một thằng lúc tôi còn ở đây là chưa đi. Không biết nó đi chưa? Mẹ nó, giờ mà chưa đi, tí lại quá 12 giờ thì bỏ mẹ. Tôi vào hỏi, thế ba đứa đi xong chưa? Tụi nó quay lại nói, xong rồi anh ạ, còn hai thằng kia lâu thế, sắp giao thừa rồi. Tầm 15 phút sau thì cái Mai đi xuống. Cái Mai đi 2 vé, còn cái Hoa đi 3 vé. Bảo sao Hoa chưa thấy xuống. 11:50, vẫn chưa thấy thằng cuối cùng xuống. Bạn nói thì gọi điện, nhanh mày ơi, sắp 12 giờ rồi, mẹ nó, đi lâu thế. Giọng thằng kia trong điện thoại, đây đây đây, đang mặc quần áo rồi. Tẹo sau thì hai đứa nó chạy từ tầng trên xuống. Đồng hồ chỉ đúng 11:55. Ông chủ nhà nghỉ đồ đạc lễ bái sắp hết ra rồi, chỉ chờ khách đi xong là đổi. Nhanh nhanh dắt xe ra để tao còn cúng, mẹ sư tí thì muộn. Tôi với cái Hoa cũng chạy vội về nhà. Bà thầy cúng đang thắp nhang chuẩn bị khấn vái rồi. Mặc cho bà ấy đọc thần chú, tôi gọi cái Mai với cái Hoa ra phòng khách ăn bánh kẹo với nói chuyện. Tôi lấy hết số tiền ngày hôm nay làm được ra, nói, hôm nay làm được bao nhiêu thì anh trừ tiền phòng đi, còn lại cho chúng mày tớt. Anh không lấy đồng nào, coi như lọc đầu năm. Đồng thời, tôi rút trong túi ra 4 cái lì xì, đưa mỗi đứa 2 cái và nói, một cái của chị, một cái của anh. Tao nghèo, chỉ lì xì mỗi đứa 100 thôi, còn chị thì là 200. Chúng nó tiếu tít cảm ơn, rồi mở he hé ra ngó vào. Cái Mai bảo, em với cái Hoa bàn nhau, ở đây đến mùng 8 Tết mới về, nghĩa là bọn em ở đây một tuần nữa. Tôi nhìn chúng nó, rồi nói,
Ừ, hai đứa cứ ở đây trong nhà cho anh với chị. Ngày mai anh với chị cũng về qua nhà. Bọn em ở đây á, có khách thì làm, không thì lấy xe mà đi loan quăng. Anh dễ phải hai ngày đấy. Cây Hoa tiếp lời. Thôi, bọn em không đi đâu. Ở nhà nằm xem phim, ăn bánh kẹo là sướng rồi. Ừ, thì tùy bọn mày. Mà đợt này về á, xem có ai thì dắt xuống đây làm cho anh. Anh không để chúng mày thiệt đâu. Hai đứa nó suy nghĩ, rồi nói. Dân, để em về em hỏi xem có ai đi làm không. Bà thầy cúng làm lễ xong, gọi ớ vào nhà. Xong rồi đấy. Nhớ nhang tàn á, rồi dọn đồ vào trong nhé. Bà đi về, có tí việc. Tôi chạy ra đỡ bà dậy, rồi đưa bà 200 nghìn. Chị cháu bảo gửi tiền bà. Bà cầm lấy tiền, rồi nói. Cho bà xin. Thôi, mấy đứa ở nhà, bà về. Thế là qua đêm giao thừa đầy vội vã. Khi người ta đi chơi, đi xem bắn pháo hoa, thì bọn nó đang cày cuốc đến những giây phút chuyển giao năm mới. Mà tôi thì cũng đâu sung sướng gì. Chúng nó đi làm, tôi cũng phải trông, phải canh chừng khách khứa thế nào. Trong đầu tôi nghĩ, mình cũng khác gì tụi nó đâu. Mà cũng không ai thương mình. Nên thôi, hơi đau mà nghĩ lắm. Một tuần sau thì cả hai đứa nó về. Thời gian đó cũng là khoảng thời gian xả hơi của tôi sau hơn nửa năm làm công việc cai phò này. Tính tôi thì không thích đi chùa đi chiền, vì không tính, nhưng vẫn bị bà chị tôi lôi đi khắp nơi. Tôi cũng chỉ đi cho có, một nén nhang tôi cũng chẳng thắp. Nói chung là bị chửi, nhưng tôi kệ, tôi chỉ đi ngắm cảnh, hít cái không khí mà mọi người gọi là thanh tịnh cho nó thoải mái. Chứ nhìn cảnh chen chúc hút cả vào nhau để đặt lễ, ngán đến tận cổ. Không có nhân viên, quán phải đóng cửa mất 2 tuần. Hôm đó đang ngủ thì bà chị gọi điện. Cậu xem dọn dẹp lấy một phòng, chị đang về, nhà có hai đứa mới xuống. Tôi bật dậy, đi quét dọn phòng ốc. Đồ đạc thì hầu như bọn kia nó mang về hết, chỉ còn mấy đôi guốc, giày, dép. Tôi thu dọn lại một góc, sau đó thay ra thay gối. Cũng chẳng mất thời gian, vì cuối năm đã tổng vệ sinh sạch sẽ rồi. 30 phút sau, chị tôi xuống quán, dẫn theo hai đứa nhân viên mới. Bà ấy bận nên giao hết lại cho tôi. Tôi ra đón rồi chỉ phòng ở cho hai đứa nó. Hai đứa ở phòng này, lúc nào có người xuống thì anh sẽ thu xếp sau. Sắp xếp đồ đạc quần áo rồi lát qua phòng anh nói chuyện. Biết chúng nó lần mò còn lâu mới xong, tôi vào phòng nằm nghe nhạc. Gần tiếng sau, tôi đi ra hỏi. Hai đứa xong chưa? Vào phòng anh nói chuyện. Thấy hai đứa nó ngập ngừng, như sợ tôi bảo vào phòng đóng cửa, bác cởi quần áo ra check hàng dậy. Tôi cười. Vào nói chuyện về công việc với quy định thôi. Chứ chim anh hỏng, không làm ăn được gì đâu. Câu nói đồ ấy phá tan sự nghi kỵ. Bọn nó bật cười, rồi đi vào. Tôi tiếp. Quán này là của chị lúc nãy đưa hai đứa đi cùng. Anh là em trai chị ấy. Ở đây kiêm quản lý bọn em. Thế các em quê ở đâu? Tên gì? Bao tuổi? Đứa cao hơn trả lời trước. Em tên Phương. Em ở Thanh Hóa. Em sinh năm 96 anh ạ. Tôi nhìn sang đứa thấp hơn bên cạnh. Nó cũng trả lời luôn. Em tên Yến. Em sinh năm 98. Quê em ở Lào Cai. Tôi hỏi tiếp. Thế hai em sao biết chị mà đến đây? Cây Yến trả lời. Có người dẫn bọn em ra đây gặp chị anh ạ. Nãy bọn em với chị, với chủ cũ, ngồi ở quán cà phê nói chuyện. Xong chị mới chở bọn em về đây. Trong đầu tôi nghĩ, chắc bà chị lại nhờ môi giới ở đâu giới thiệu cho rồi. Thế hai đứa đã biết xuống đây làm gì chưa? Mà sao khác quê lại đi cùng nhau? Hai đứa nó cười, bảo. Bọn em biết chứ. Cái cô đưa bọn em xuống đây gặp chị là chủ bọn em ngày trước đó. Trước bọn em làm cùng chỗ cô mà. Chồng cô ấy mới đi tù, mà trên đó không có khách, nên cô ấy bảo gửi bọn em xuống dưới này. Cô ấy cũng dặn dò cả rồi. Trước bọn em làm trong nhà cô ấy ở Hải Phòng. Gửi cái máu loe gì? Con mẹ kia mà không hiếp lấy 10 củ trở lên, chặt con mẹ nó đầu tôi đi. Biết vậy, nhưng tôi không nói việc chúng nó về đây làm là có liên quan đến tiền. Nói ra, chúng nó sẽ nghĩ chúng nó bị bán. Mà như thế, tư tưởng không sợ mới là lạ. Tôi nói,
Ừ, chắc hai chủ quen nhau nên mượn nhân viên về làm ấy mà. Quán anh trước cũng có mấy đứa, nhưng bọn nó về quê ăn Tết chưa xuống. Nói chuyện một lúc lâu sau thì chúng nó đã hiểu cách làm ở đây với giá tiền ra sao. Tôi bảo chúng nó đi nghỉ ngơi, chiều nấu cơm ăn sau. Đồng thời tôi cũng nhắn tin cho bà chị. Hai đứa này bao nhiêu tiền thế má? Bà chị nhắn lại luôn. 13 triệu, 5 triệu mỗi đứa, còn phải bồi dưỡng tiền xe cho con mẹ kia 3 triệu. Nhưng đang không có người làm. Mà cái này hai chị em mình biết thôi. Đừng nói với bọn nó, cứ như bình thường là được. Cậu xem nói khéo tí. Tôi nhắn lại. Em biết rồi. À, mà cậu nhắn tin với gọi điện cho mấy đứa kia xem chúng nó thế nào, bao giờ xuống. Bà ấy nhắn. Cái này thì chẳng cần bà ấy nói. Từ hôm chúng nó về, tôi vẫn theo dõi Facebook, Zalo bọn nó suốt. Cách vài ngày, tôi lại nhắn tin hỏi thăm, giấy xem bao giờ chúng nó xuống. Vừa nói chuyện với bà chị xong, thì cái Trang gọi điện. Anh ơi, hai ngày nữa em với chị lên xuống, ở nhà tiêu hết tiền rồi. Tôi nói qua điện thoại. Ừ, nhanh nhanh xuống đi, quán không có người gần tháng nay rồi. Cây Trang nói tiếp. Nhưng em chỉ có tiền xe khách thôi, còn tiền đi taxi xuống, anh cho em nhé. Tôi nói luôn. Được, mày cứ xuống đây, tiền taxi anh trả, hơn triệu chứ mấy, xuống nhanh nhé. Nó vâng dạ, rồi tắt máy. Tối đó có tôi với hai đứa nhân viên mới ăn cơm. Vì có người nên tôi mở quán bắt đầu làm lại. Hai đứa mới nhà tôi không được xinh cho lắm. Cái Phương thì hơi đô, mồm hơi vẩu, cao nhưng thô bỏ mẹ. Ngược lại cái Yến thì bé, người thì còi, nhưng véo thì to. Mặt thì cũng không được xinh lắm, nhưng ít ra còn ưa nhìn hơn cái Phương. Nói chung, cái Phương tôi nhìn không mê được. Bà chỉ chọn nhân viên như lờ. Mà cũng không trách được, vì giờ khan hàng lấy đâu ra đội hàng tuyển. Mà đã hàng tuyển thì nó đi làm chỗ khác giá cao, chứ bèo bọt như này làm gì. Không những thế, cây Phương còn tốt nghiệp trường chuyên vô duyên mới sợ. Mồm thì vâu, nhưng cười thì không nhìn thấy tổ quốc đâu. Tối đó nó đi khách. Nói thật, tôi làm cũng được một thời gian, nhưng tôi chưa thấy đứa nào đi khách về mà tay còn cầm quả xi líp vung vẩy. Thoạt nhìn không biết nó cầm cái gì, tôi mới hỏi. Mày cầm cái gì thế em? Nó nhìn tay rồi giơ lên. Nãy đi khách xong em quên mặc quần lót. Ra khỏi phòng khách gọi quay lại lấy. Nó vừa nói vừa giơ cái quần lót lên cười. Thần đời có một, tôi chưa gặp quả vô duyên level mát như này bao giờ. Tôi cũng chẳng nói gì thêm. Ăn uống thì dứt dỏ lung tung. Lần nào tôi cũng phải nhát. Nói chung là nó sống bẩn. Xuống làm được hai ngày, nhưng quần áo mặc xong lại nhét vào tủ. Thay bộ khác xong, hôm sau lại lôi ra mặc. Tôi thay thế mới nói. Nhà mình nhiều nước, không phải tiết kiệm đâu. Quần áo thay ra thì giặt đi em ạ. Để thế định ủ mắm mà. Nói thế, nhưng nó vẫn không biết ngại. Em xịt nước hoa là lại thơm hết anh ạ. Bực quá, tôi mới quát. Không phải là thơm. Vấn đề ở đây là sạch sẽ. Mày nhìn cái phòng xem hôm mới xuống như nào. Được hai hôm á, nó có khác gì cái chuồng lợn không? Thấy tôi quá, nó không dám mè nheo nữa. Tự giác lấy chổi đi quét nhà. Tôi đứng nhìn nó quét nhà. Tự dưng nó lột tay xuống gối, lôi ra quả áo vú, mồm lẩm bẩm. Ôi, hôm trước để đây mà quên mất. Chứng kiến cảnh đấy, tôi chỉ còn biết nghĩ. Mày bẩn số 2 thì không ai dám số 1. Chiều hôm sau, hai chị em lên với Trang xuống. Giờ xuống, nó đã hớn hở chạy vào nhà gọi tôi. Anh ơi, ra trả tiền taxi, em xuống rồi đây. Hai ngày sống chung với con cá sấu kia làm tôi nhức cả óc. May mắn hôm nay có con Trang xuống, nhìn nó còn có sức sống. Tôi đi ra trả tiền taxi cho hai đứa, rồi bảo chúng nó tự xách đồ vào nhà. Vừa vào nhà thì nó gặp cái Phương. Chẳng ai chào ai câu nào. Tôi nói, nhà mình có hai người mới. Thôi hai đứa vào nhà đi, tí ăn cơm. Bữa tối đó tôi rang tôm. Cái Trang thì thích ăn tôm, nên biết nó xuống, tôi mua tôm về rang. Tôi thì không có thời gian mà bóc vỏ tôm rồi. Từ trước giờ vẫn thế. Vào bữa cơm,
Cây Trang lấy tay tự bóc vỏ ăn. Cây Phương thấy thế thì nói: Em không ăn tôm này đâu anh ạ, em chỉ ăn tôm bóc lỗi thôi. Cây Định mệnh nó, gặp ngay phò đại cát, phò lá ngọc cành vàng rồi. Tôi cũng không vừa. Em à, nhà anh nó chỉ ăn tôm như này thôi, còn muốn bóc lỗi thì em tự lấy tay mà bóc nhé. Với lại anh không chỉ nấu mỗi món tôm, em có thể ăn món khác. Em làm quá, bớt đi, không ở đây được đâu. Trang thì không biết gì, kiểu ngây ngô. Ở nhà em còn chẳng có tôm mà ăn này. Cây Linh nói nguyết cái Phương một cái rõ dài. Con kia thấy quả mặt sẹo lờm mình thì cũng câm luôn, im lặng tiếp tục ăn. Càng lúc, cái Phương càng cho tôi cái gọi là không có sự thiện cảm. Chở nó đi làm cũng phát ngại lên. Đi đường cái gì cũng chỉ chỏ, xong cứ cười hô hố như bố nó bị cồ ấy. Nói bao lần, đâu vẫn đóng vào đấy. Đến mấy nhà nghỉ còn chê, họ toàn bảo dân viên nhà em vừa xấu lại còn không biết đường che đi. Hôm nọ em lỡ chở lên đây rồi thì chị bắt buộc phải đi, chứ đi xong khách nó chửi chị kinh lên được. Tôi cũng chỉ biết nghe, rồi bảo lần sau em điều đứa khác. Cây Yến thì biết điều, dơi khôn khéo hơn. Nó nhỏ nhỏ người, nhưng được cây mồm đỉnh khách. Nhìn nó còi mà lắm lung, khách còn sợ bé quá không đi được. Tóm lại là bà chị rước về cho tôi hai quả nhân viên, bỏ thì thương mà vương thì tội. Sau đó là những quả phốt khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Không phải đứa nào làm phò cũng vì hoàn cảnh. Để rồi tôi được chứng kiến cảnh bà chị tôi đánh nhân viên nhà trước mặt khách nó như thế nào. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.